Hello các bạn đến với kênh YouTube của Hải. Thì hôm nay Hải lại mang đến cho các bạn một chiếc xe Raptor độ theo cái phong cách style là Hummer. Đó, cái chiếc Raptor này về cơ bản là nó cũng full option rồi. Thì sau đây á, Hải sẽ dẫn các bạn đi vào chi tiết của từng món độ trên chiếc xe này nhé. Về phần đầu xe á, thì các bạn có thấy không? Đây là cái cản Hummer. Đó, Hải trang bị cái cản Hummer luôn. Tuy nhiên cái cản Hummer này có cái điểm gì đặc biệt không? Các bạn nhìn nè. Thông thường thì các móc khóa của cản Hummer nó sẽ màu đỏ, thì hôm nay Hải sơn lại nó màu xám cho nó cùng cái tông màu với màu xe luôn. Còn phía dưới đây là cái giáp gầm 3 tấm Hummer. Đa số hầu như xe nào Hải giới thiệu với các bạn đều gắn ít nhất là cái tấm giáp gầm này. Thì cái tấm giáp gầm này nó giúp bảo vệ cái khoang trong của cái xe. Đó. Tiếp theo đây, các bạn có thấy không? Cái cản Hummer thông thường thì nó sẽ không được ốp cái carbon như thế này đâu, không có được nhúng carbon cái phần này đâu. Thì cái này Hải trang bị thêm, nhìn cái xe từ xa vào buổi tối nó sẽ rất là khỏe khoắn và nó mạnh mẽ. Kèm theo đó là đây, bi led gầm. Thông thường cản Hummer sẽ có những cái dải đèn led như thế này, hoặc là đèn halogen thôi. Tuy nhiên cái này Hải lên bóng là bóng bi led luôn. Nó cái này nó sẽ giúp cho chiếu cái khoảng sáng khi mình đi cái cung đường tối nó sẽ sáng hơn, cái giúp các bạn quan sát đường nó dễ hơn, tránh những cái ổ gà đó. Còn cái phần cụm đèn của xe Raptor này các bạn có thấy không, nó khác so với nguyên bản của nó luôn. Đây, hai mắt đèn đây, đây là đèn bi led nè đó, còn đây là bi led nè, nhưng mà bi led này là led mắt quỷ. Hãy trang bị thì cái phần này nó sẽ thay đổi màu được trên app cái điện thoại của mình luôn. Đó, các bạn chờ một chút, Hải sẽ mở đèn cho các bạn xem. Đó, các bạn có thấy không? Cái cụm đèn này nó cực kỳ là sáng luôn. Kèm theo đó là bi led gầm nè, ánh sáng vàng. Nếu mà mình đi cái cung đường sương mù thì cái ánh sáng vàng này nó rất là lợi hại. Đó, tuy nhiên cái đèn này nè, là led mắt quỷ nè. Thì trên đây Hải có thể điều chỉnh cái màu mắt đèn tùy trên cái app của mình. Đó. Đó. Về phần đầu thì nó sẽ cũng không có thay đổi gì thêm. Tuy nhiên nếu mà các bạn thích trang bị thêm một cái làm cho cái xe mình sáng hơn một chút xíu á, mình có thể gắn cái thanh led bar nằm dưới đây, mình trang bị thiết kế đây, hoặc là nó nằm trong cái hốc này nè, thì Hải sẽ thiết kế thêm cho mình cái thanh led bar. Còn trên đây thì mình gắn những cái đèn định vị F150 thì trông nó sẽ đẹp hơn và bắt mắt hơn chút xíu. Các bạn cùng đi vào bên hông xe đi nè. Bên hông xe đa số toàn bộ những chiếc Raptor đều Hải đều trang bị thêm một cái thanh spacer hết, nên cái phần bánh của nó sẽ đưa ra ngoài một chút xíu đó. Tuy nhiên á thì cái bánh này á, Hải đã trang bị vẫn là cái kích thước mâm 17, bánh đi lớp với mâm 17 là mâm fuel đó. Thì nếu mà các bạn thay mâm như thế này á, mà cùng với cái kích thước cái size mâm cùng với cái size zin của xe, thì sau này đăng kiểm á, nó sẽ không có bị ảnh hưởng và cũng không bị làm khó, thì nên thay như vậy. Đó, cái lớp gai thì đi với cái bộ spacer lớp gai đưa ra ngoài thì mình nên trang bị thêm một cái chắn bùn ARB. Đó, chắn bùn này cũng có nhiều loại lắm nha các bạn, trên thị trường nha, với giá tiền nó khác nhau thì cái chắn bùn này nó cũng khác nhau chút xíu, cái chất lượng về cái độ dày hay là cái độ mỏng của cái này nó sẽ khác nhau. Có những loại chắn bùn nó cực kỳ là rẻ luôn, tuy nhiên khi mà các bạn gắn lên đi một thời gian khoảng tầm 5 tới 6 tháng thì cái phần chắn bùn này nó sẽ bị biến dạng và nó không còn như mới nữa. Đó, toàn bộ cái phần về che mưa nè, đó là Hải cho nhúng carbon luôn. Đó, về che mưa, tay chén cửa, tay nắm cửa, ốp chén cửa nè, và đặc biệt hơn là cái gương ốp carbon luôn. Đó, toàn bộ cái xe này
hầu như những cái bộ phận màu đen là Hải đều trang bị ốp carbon hết trên xe. Dưới đây là ốp hông, cái này mình trang trí thêm cho cái xe nó nhìn nó khỏe khoắn thêm chút xíu và nó to hơn chút xíu thôi đó. Và trên đây là những cái bộ tem mà Hải thiết kế theo cái sở thích của khách hàng đó, thì tùy theo mình, cái logo của mình thiết kế như thế nào thì Hải sẽ trang bị lên cái xe cái bộ tem như vậy. Ốp bình xăng xe này hầu như là Hải lên trang bị full luôn á. Và đặc biệt á, ở trên cái nóc xe thì Hải trang bị một cái thanh bagamui. Cái bộ bagamui này á, nó rất là chắc chắn nha. Cái này là của Hummer luôn, để Hải đứng cho các bạn xem đó, rất là chắc chắn. Khi mình đi các quãng đường xa mình để đồ lên phần đó, mình ràng lại thì nó rất là an toàn. Nhất là những cái thùng đồ hoặc là những cái thùng hải sản nó có mùi quăng lên trên đó. Phim này là phim cách nhiệt. Bên Hải hiện nay có hai loại phim, thì là phim VOX và phim 3M. Tuy nhiên phim 3M thì giá nó sẽ dao động từ khoảng 10 đến 12 triệu tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình và cái độ cách nhiệt cũng như là độ chống tia UV của loại phim đó, tùy theo thôi. Còn thông thường thì khách hàng sẽ thích VOX hơn chút xíu đó. Nhưng mà Hải thấy về cái độ mà cách nhiệt của hai loại phim nó gần tương tự như nhau. Về phần đây là cái thanh Fury đôi nè. Cái thanh này á, thì hiện nay rất được nhiều khách hàng ưa chuộng luôn, tại vì nó có cái led nằm trên đây, có một cái hệ thống đèn nằm đây. Bữa tối chạy đi thì cái xe trông cực kỳ là nó sang luôn, cũng như là cái xe nó mạnh mẽ. Đây bộ tem, toàn bộ tem ở tới sau luôn đó. Vào phần phía sau xe đi, thì đa số các xe Hải giới thiệu các bạn đều gắn một cái nắp thùng ốp. Cái nắp thùng này là cái nắp thùng, để Hải xem cái nắp thùng gì, nắp thùng Betway. Đa số Hải đều lắp cái nắp thùng điện Betway hết. Cái nắp thùng này rất là tốt, và khi mà mình sử dụng thời gian dài nó sẽ không có bị kẹt cái bánh răng đó. Toàn bộ đây là Hải cho ốp carbon. Cốp xe thì Hải cũng trang bị một cái lốc cốp ở đây rồi. Ở đây có một cái thùng để đồ. Thùng này là thùng để đồ Hải thiết kế riêng thôi, để những cái vật dụng nhỏ trên đó. Đó, ti trợ lực đóng cốp rất là nhẹ nhàng. Phần đây là cái cản Hummer. Thông thường mình đi với cản trước cản sau thì nó sẽ là một bộ. Đó, bộ Hummer. Còn phía dưới đây á thì là cái bô STS nè. Hầu như Hải thấy các xe mà về máy dầu, động cơ dầu cũng như là Ranger và Everest đều thích cái loại bô. Khách hàng đều thích sử dụng cái loại bô này. Tại vì khi á, mình sử dụng cái loại bô này kết hợp với cái cảm biến chân ga thì cái mã lực của cái xe nó sẽ tăng lên một chút xíu, và khi mà các bạn đạp ga nó sẽ nhảy hơn chút xíu. Đây là cái cụm đèn Range Rover dạng LED. Nó có những bóng LED. Và vừa rồi Hải vừa giới thiệu sơ sơ cái phần bề ngoài của cái chiếc Raptor này cho các bạn xem đó. Và mình cùng khám phá sâu vào chi tiết cái phần nội thất, xem nó có những cái điểm nào khác biệt hơn so với chiếc Raptor thông thường hơn nhé. Hay bước vào trong khoang nội thất của xe thì đầu tiên Hải giới thiệu phía trên đây là cái camera hành trình KC01 nè. Cái này nó vừa thu hình ảnh được và nó vừa đọc được biển báo luôn. Các bạn đi những cái cung đường xa nó rất là tiện đó. Phía dưới đây là cái loa trung tâm, Hãy trang bị thêm một cái loa trung tâm đó, để giúp cho khi mà mình nghe nhạc thì nó sẽ hay hơn thôi, nhạc nó sẽ đánh đều hơn, giúp cho mấy những cái người ngồi phía trước cũng như phía sau nghe nhạc nó tốt hơn chút xíu. Và điều đặc biệt Hãy sẽ đề máy lên cho các bạn xem cái bộ STS nó sẽ kêu thế nào. Cái âm thanh nghe cực kỳ là bốc đúng không các bạn? Đó. Ngoài ra
thì cái xe này á hãy cũng trang bị cái cảm biến chân ga đây. Nó có 7 chế độ luôn cái cảm biến này. Thông thường mình để chế độ N, nó xe sẽ vận hành với cái chân ga cảm biến thì nó sẽ rất là bình thường. Khi mà mình tăng chế độ S cộng hoặc R cộng thì cái chân ga nó sẽ nhạy hơn chút xíu và nó bốc hơn. Đó. Các xe bên Hải thông thường làm thì sẽ được bọc kỹ lưỡng như thế này. Đó. Tuy nhiên cái phần vô lăng hả thì Hải chưa thích lắm, tại vì cái vô lăng zin của Raptor thì nếu mà mình cầm á thì mình đã cảm thấy cái vô lăng nó đã êm ái rồi. Tuy nhiên mình nếu mà mình muốn nâng cấp cầm cái cảm giác cầm lái như một chiếc xe đua thì mình nên lên cái vô lăng ốp carbon và mình bọc vô lăng lại. Nó vô lăng đê kết của Hải là sẽ ốp carbon những cái phần trên đây và nó sẽ cắt cái phần dưới đây. Hải cũng có mấy cái clip mà làm về cái xe mà đã độ vô lăng rồi, cầm lái cực kỳ là phấn khích luôn. Còn về màn hình thì tiếc một chút thì cái xe này chưa không có việc hóa màn hình đó. Tuy nhiên nếu mà các bạn mang xe qua thì Hải sẽ tặng cho các bạn cái phần mềm việc hóa màn hình này. Phần nội thất thì cũng không có gì nhiều option, cũng có những cái món mà Hải thông thường Hải giới thiệu với các bạn thôi. Còn cái phần ghế sau thì Hải cũng làm ghế điện. Tuy nhiên á, Hải hơi tiếc chút xíu là cái xe này nó không có cái camera 360 mà là chỉ là camera zin theo xe thôi. Tuy nhiên cái đó thì nếu mà các bạn thích thì Hải sẽ nâng cấp lên nha các bạn. Bên Hải có một cái bộ camera 360 full 3D nhìn cực kỳ đã sắc nét luôn. Và vừa rồi á, Hải cũng giới thiệu cái chiếc Raptor độ hầu như full option bên Hải. Và có một cái điểm mà Hải quên nhắc với các bạn là cái xe này Hải đã làm cách âm 4 cửa, cách âm hốc bánh và cách âm sàn luôn rồi. Nè, xe thông thường các bạn gõ xe nghe khác cái cửa sẽ chắc hơn chút xíu nè, các bạn nghe tiếng không? Thì cái này nó giúp cho giảm cái tiếng ồn từ khoang máy, khoang động cơ vọng vào phần bên trong xe. Đó. Thì các bạn nếu mà thích cái gối độ như thế này thì các bạn hãy comment bên dưới cái clip của Hải hoặc là tương tác với Hải theo cái Zalo. Thì Hải sẽ tư vấn cho các bạn những cái món nào phù hợp với giá tiền của các bạn để lên cho con xe của mình nhé. Ngoài ra bên Hải, ngoài nâng cấp độ các xe Ford ra thì bên Hải còn làm đẹp những chiếc xe mà của hãng khác nữa. Thì các bạn cứ mang xe qua đây, Hải sẽ tư vấn các bạn chi tiết nhất để phù hợp với túi tiền của các bạn nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.